gia đình mình đang sống rất là yên ổn, anh Phúc đưa nó về đây rồi ảnh hưởng tùm lum thứ hết. Đã đành là tụi con ly dị đã lâu, thằng nhỏ bị tự kỷ nhẹ, nhưng mà bây giờ bệnh tình nó đã thuyên giảm rồi. Đi ra giùm đi, đi ra giùm đi. Con phải coi nó, con phải đi theo nó 24/24 luôn. Thấy mỗi lần mà nó sáp lại con Vi á, là con phải kéo nó ra chỗ khác. Tại sao con không cho nó ở đây? Con hỏi mày tại sao nó phải ở đây? Nó phải ở đây. Tại sao? Mẹ nó sắp chết rồi. Như mẹ đã nói với con rồi tuần trước, ngày mai mẹ sẽ đưa Nan về đây. Mẹ đã liên lạc với Liên, vợ cũ của con. Nó có công chuyện, nó không có thể chăm sóc thằng Nan, sẽ đưa nó về đây trong khoảng 2-3 tuần gì đó, rồi mẹ con nó tính. Thôi, con nói là không có được. Cái gì mà không được? Nó còn mang chuyện làm gì? Trời đất ơi, kiếm chuyện á, tháng nào tiền cấp dưỡng cũng đưa đủ, tiền chữa bệnh cho thằng kia cũng đưa đủ. Mắc cái gì con mang chuyện làm gì nó làm mà nó gửi về đây nó kiếm chuyện á. Con nghĩ vậy là đủ rồi hả? Đã đành là tụi con ly dị đã lâu, nó ôm con nó nuôi. Rồi con cũng, thằng nhỏ bị tự kỷ nhẹ, nhưng mà bây giờ bệnh tình nó đã thuyên giảm rồi. Mẹ nó thì mắc bận, thì nó đưa con về đây, ít ra con làm cha, con vẫn là cha của nó, thì con phải trông coi nó. Hơn nữa lâu quá cha con không gặp nhau, cho nó biết là tình ấm áp cha con chứ. Thôi, không dám làm ba nó đâu. Mà con nói mẹ không, gia đình mình đang sống rất là yên ổn, anh Phúc đưa nó về đây rồi ảnh hưởng tùm lum thứ hết. Ủa, mẹ thấy không, bây giờ con có con bé Vi đó. Bây giờ con bé Vi về đây rồi sao? Ở chung với thằng như vậy làm sao được? Sao lại không được? Nó có hại gì đâu. Nó vẫn là con của con mà. Thôi, nghe mệt. Nó là con của con mà nó tự nhiên giờ nhận nó làm con, con cũng thấy kỳ luôn á. Cái gì là nó vẫn là con, nhận cái gì? Mẹ không biết. Mai mẹ vẫn đưa thằng Donald về đây. Bởi vì sao? Mẹ nó nhờ vậy thôi. Nhờ là xong hả? Bây giờ nè con, mẹ đưa về đây đi rồi hả? Nó gây ảnh hưởng cho con Vi ha, rồi xong rồi con Vi bị lây luôn á. Lây cái gì? Nó cũng lây á, khùng lây đó. Có con khùng thì có. Đưa nó về đây mới là khùng nè. Nhất quyết là không, là không à. Nhưng mẹ nhất quyết, đây là già của mẹ. Mẹ đưa thằng Nam về đây. Rồi, vậy thì mẹ cứ đưa về đi. Đưa về thì mẹ coi nó, chứ con không coi à. Được rồi, để mẹ chăm sóc nó. Ừ. Luna ơi, con đi ra ngoài đi để cho em nó chơi nha. Làm cái gì vậy ông? Ơi ông vẽ cái gì tùm lum nhà tôi hết vậy ông? Bay. Bay cái gì? Ông trả lời nữa. Nói tỉnh hả? Đi ra giùm tôi đi. Trời ơi khổ quá, đi giùm đi ông ơi. Trời ơi. Trời ơi trời, nó vẽ cái gì trời. Ráng thiệt á. Ráng lên nghe con. Ráng lên nghe. Trời ơi. Thôi nha, mẹ cúp nha. Trời ơi trời. Hết 2 tuần lẹ lẹ đi, cho nó thằng kia quỷ kia nó đi về đi chứ. Ở đây hoài chắc điên quá à. Sao vậy? Trời ơi, nè. Đưa giấy rồi cho vẽ đàng hoàng, không vẽ. Nó vẽ đầy nhà kìa. Kêu nó khùng, mẹ không chịu. Trời ơi, thì con nó như vậy thì mình phải chịu chứ giờ làm sao. Thì nó vẽ thì lao thôi. Có cái gì đâu mà cằn nhằn như vậy.
Vậy là con chịu chứ mẹ đâu có chịu gì đâu. Mà mẹ hứa với con là mẹ đem nó về đây, mẹ chăm sóc nó, mẹ đâu coi nó, mà có gì con phải coi nó, con phải đi theo nó 24/24 luôn. Thấy mỗi lần mà nó sáp lại con Vi á là con phải kéo nó ra chỗ khác. Trời ơi trời, tại sao canh đi canh ăn trộm vậy? Không để cho hai anh em nó chơi với nhau được hả? Đứa khùng, đứa tỉnh mà chơi chung sao được? Nó có làm gì hại đến con Vi đâu, nó hiền lành mà. Ai biết được. Đó còn thấy không, nó vẽ đúng rồi đó. Một bức vẽ ba mẹ, có bà nội, có ba, có em Vi. Nhưng mà bức nó thì nó vẽ ngoài ở ngoài đường á. Nó hiểu phận nó, nó biết là nó không có dính dáng gì với con hết á. Trong tình hình này có lẽ phải để nó lại thêm mấy ngày nữa. Bữa nói 2 tuần là 2 tuần. Nhưng mà bây giờ không có về được. Mắc gì không được. Trời ơi, mẹ nó công ăn kiện xuống hả? Mẹ làm ăn 100 tỷ hả? Con vẫn là cha của nó, con vẫn phải chăm sóc nó cho đến ngày, cho đến khi nào mà con không thể chăm sóc được nữa. Mà mẹ nói với con, mẹ kêu nó về đây, mẹ chăm nó, mẹ không chăm, bắt con coi nó hoài à. Thiệt, coi nó nghiếp. Mẹ vẫn chăm nó. Bị khùng luôn. Con luôn á, tại vì con bị khùng á, con mới đi theo canh đó. Chứ mẹ có cần canh đâu. Để cho hai anh em nó tự do thoải mái. Bây giờ để cho em như vậy vài ngày nữa cho mẹ. Vài ngày nữa là, một là con bị khùng, hai là con bé Vi nó bị ảnh hưởng luôn á, con nói thật. Thôi thôi, mẹ không ơi. Không còn cách nào khác. Không sao, không có cách. Bây giờ mẹ nói cho con có cái cách nào mà mẹ ở đây mà mẹ coi nó tại sao vậy? Mẹ nói lý do đi. Tại sao con không cho nó ở đây? Con hỏi mẹ tại sao nó phải ở đây? Nó phải ở đây. Tại sao? Mẹ nó sắp chết rồi. Mẹ có thể kiếm cái lý do thì nó thiệt hơn không? Mắc gì chết. Con Liên sở dĩ muốn đưa nó về đây là bởi vì đây là những tuần lễ cuối cùng của nó. Nó không muốn con nó chứng kiến cái cảnh tiều tụy khi mẹ nó sắp chết. Liên nó bị ung thư máu. Nó không muốn cho thằng Nam thấy cái cảnh mẹ nó tiều tụy ở trên giường bệnh. Mẹ nó không muốn trí óc non nớt của nó phải nhìn thấy hình ảnh mẹ nó. Nó sẽ không còn nhìn thấy mẹ nó nữa. Bây giờ nó chỉ còn có một mình con thôi. Con có một mình bà nội thôi. Con nên thương lấy nó. Mẹ băn khoăn lắm, không biết là phải nói với con như thế nào. Nó cũng là cháu của mẹ, là con trai của con. Nội nguyện cho cả nội của tôi. Sao mà số phận nó ẩm êm như vậy. Má ơi, con ở đây với Vi với ba một mấy ngày nay, khi ngủ rồi con vẫn không làm phiền ba với Vi nữa. Không có, con ở đây với ba, con đâu có làm phiền gì ba đâu. Con ở đây với ba luôn nha. Mẹ nó cũng đã tính rồi, khi mẹ nó đi thì chắc mẹ nó xin thu xếp gửi nó vô trẻ mồ côi. Bây giờ mẹ cũng tính sao nữa. Để nó anh đưa Nam ở đây lại với ba. Với ba con không có phiền gì ba hết á. Nam, con ở đây với bà nội với ba nghe nha. Con muốn vẽ gì đó ba cho con vẽ. Con vẽ khắp nhà luôn cũng được, ba không có la cũng nữa. Nên anh, con đừng giận ba nha. Ba xin lỗi con.